Alo, cơm sao không ăn lại ăn mì à? Ăn cơm nó khó ăn mà, nó kiểu nó ốm, nó không ngon này mà. Chứ không phải là không có tiền ăn cơm. Anh Chiến ạ, mà là ăn cơm nó chán này. Ơ sao bạn Huyền này nạ mạng nãy nhỉ? Chip bảo nhớ Khánh à? Nhớ gì? Ơ mạng em bị sao đây em? Mạng anh bị gì vậy? Huyền lấy chồng à? Dạ em lấy chồng rồi. Huyền chả chờ anh gì chán thế? Dạ em chờ anh từ nãy giờ là vì tại anh đi tù nên giờ mới thấy anh á. Anh đi tù đâu, anh chưa bao giờ đi tù bao giờ luôn. Dạ, sao mày nhìn tóc anh thì không có tóc gì tới tới vậy trời? Trời, hôm nay Noel hay gì mà em lại đổi cái gì đấy? Vì em thấy anh dễ thương nên em mới đùa ở đây anh ạ. Dạ, đùa. Em là người trong Tây Nguyên nhỉ? Dạ vâng, em Tây Nguyên anh ạ. Thế chân cẳng đỡ chưa? Cho hết vào, cho một nửa thôi. Cho một nửa cái này thôi nhé. Trong Tây Nguyên là tỉnh nào em? Em tỉnh Gia Lai. Gia Lai à? Gia Lai trước anh vào rồi, anh vào trong Pleiku với cả huyện Chư Sê. Anh và đi cùng đoàn từ thiện trong đấy. Dạ, Gia Lai ở huyện nào? Gia Lai là Huyền, em là Huyền Phú Thiền. Phú Thiền à? Đẹp đôi, đẹp đôi gì? Huyền lấy chồng rồi, mình không còn cửa nữa mọi người, mình hết cửa. Nhìn anh cũng đẹp trai nhỉ? Anh đẹp mà anh em mình nếu mà ấy là ngôn đang hộ đối mà cũng xứng đôi vừa lứa đấy. Mặt. Tại vì giờ đây mới thấy anh thì từ trước đến giờ thấy anh thì em lên từ lâu lắm rồi. Dạ, thế nhưng mà bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng hạnh phúc không? Hạnh phúc anh ạ. À thế thì thôi, thế thì thôi. Anh tưởng không hạnh phúc thì bảo anh. Dạ. Anh ơi, anh đang làm gì vậy anh? À đâu, anh đang ngồi nói chuyện với em, như làm gì đâu. Không, Huyền này thì ok mà mọi người. Huyền này mình biết từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nọ cô mới phone mình thì mình nói chuyện. Thế là đi được lành nạn là đỡ rồi, là tốt rồi. Anh bị gãy chân đây, anh gãy chân như em này, nhưng mà anh thì đỡ. Dạ. Chân anh vẫn găm đinh này. Nhưng mà anh đỡ hơn em là bị từ bé à, hay là bẩm sinh, hay là bị ngã nhỉ? Em thì bị từ nhỏ anh ạ. À, thế cũng là một cái thiệt thòi. Nó nói điệu vãi nước, điệu gì đâu. Con gái thì phải nói điệu một tí chứ. Đúng không? Con chào cô Vân. Anh ơi. Ơi anh ơi. Thế Huyền có buôn bán cái gì không? Cảm ơn mọi người đã follow nhá. Huyền dạo này có buôn bán gì không em? Em bán nước hoa. Nước hoa à? Hôm nào bán anh mấy nọ à? Em bán nước hoa và quần áo. Bao giờ rồi? Thế thì em giàu hơn anh rồi. Anh chả bán cái gì kệ nó. Có hơi nữa ra. Ủa, con chó này cứ đi vào nhỉ? Đừng nói to em, thế thì giàu hơn anh rồi, cho giàu, anh em giàu tình cảm anh ạ. À, giàu tình cảm đúng không? Anh đang bị ốm, cho anh vay 3 triệu được không? 2 triệu được anh ơi. Anh ơi, anh vay em không có tiền, em chỉ có tình cảm. Ô, buôn bán thì người ta bảo là phi thương bất phú, người buôn bán là người giàu nhất em ạ. À, giàu ơi, hơn cả em hỏi anh thuốc đông kinh em cũng có, nhưng anh bị gì em cho hết đây này. Đông kinh của em cũng có nè, thuốc đau đầu em cũng có. Em bây giờ như cho này, Huyền không giàu mà Huyền lại đeo vàng lắm thế, tai bông vàng, cổ vàng, nhà đẹp. Huyền đi chối thì Huyền. Em chỉ bán thuê cho anh Sơn thôi. À, bán thuê cho anh Sơn Sói à? Dạ. Anh Sơn Sói, anh là đại ca của anh ấy. Thì anh Sơn là đại ca của anh, thì là anh Sơn là anh trai của em. À đấy à. Thế hôm nào ra Bắc thăm anh Sơn thì gọi anh nhá, anh em mình ăn bữa cơm. Dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Ừ, ăn cơm ai trả tiền nhỉ? Anh trả tiền, anh là đàn ông, anh phải trả tiền. Nhưng mà anh nghèo mà. Anh nghèo mà Huyền.
Em có tiền thì em cứ trả đi, xong nói bao giờ anh có tiền thì anh để cho em. Nhưng thì kiệp khi đàn ông, anh đàn ông, đàn bà trả tiền cho đàn ông nhục lắm, nên đàn ông mới trả tiền, mày không có nhục anh ạ. Không, chả sao cả, toàn là anh em trong nhà có làm gì đâu. Thì gặp nhau thì em sẽ mời anh. Anh Nguyên ơi. ơi, anh ơi, ăn bữa ăn nó đã bao tiền đâu mà làm tí rau tí bún đi, làm con gà là xong có mấy trăm nghìn đấy mà, có thế thôi mà cứ bắt anh trả Ok, tiền, mà anh mà đã ăn đâu, mà đã thế ăn em đâu sẽ mà đã bảo no anh. hả? Ok, em sẽ bảo anh. Đã ăn đâu mà cứ phải no nhỉ, Dạ em cứ em nhận đi cho cứ. anh vui nào. Nhưng em nấu cho anh ăn cũng được. Ngon hơn ở quán anh ạ. Em nấu cho anh, đi ra ngoài này làm gì có bếp mà nấu cho anh ăn. À, em đi em mang bếp đi à? Dạ. Thì, ăn ăn một hai bữa, gặp nhau một hai bữa thì ra nhà hàng khách sạn ăn như vậy, phải tiết kiệm này, về Hiện tại bây giờ không đi cách sàn gì hết. Quyền này Nó sinh năm bao nhiêu bao nhỉ? năm. Quyền em sinh năm bao nhiêu? Cảm ơn mọi người. Quyền sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm, anh sinh năm bao nhiêu? Anh 92. Anh sinh hai. Em bao nhiêu? Em sinh, em 2013. Cái gì mà 23? À giời, hạ mẹ à. 2K3 nhỉ, 23. Em 2003. Mẹ trêu tôi à. Ở sau này view tự nhiên yếu, bị làm sao nhỉ? Mình Em cho tuổi cái kêu là thôi danh sách đủ pháp rồi yếu anh. ngay. Anh ơi, Sao này? chỗ này ăn xong hả anh? Ơi Chỗ này ăn xong hả? Sam, anh Sam. Xong hả? Ừ. Em thấy anh nhảy hay lắm. Nhảy hay á. Dạ. Nhảy thế ăn thua gì. Nhảy thế làm sao mà bạn anh khá bảnh đâu mà hay lắm. Em nhìn anh cũng nhảy hay cũng được mà. Anh nhìn anh cũng Yeah. uy tín mà. Yeah. Cảm ơn Huyền nhá. Dạ. Khánh bảo Huyền tắt app đi, thôi kệ, người ta đã biết là người ta thế rồi thì cứ bắt tắt app đi, tôi cũng bật app đây này. Thì em nói với Kệ anh này, em nói với anh này, em tắt app là anh xử chỗ đó luôn anh ạ. chứ. Tắt app là xỉu liền đấy nhỉ. Xử liền luôn anh ạ. Ra Vì em yeah. tự nhiên khi em dùng app này đỡ hơn. Khi em tắt app là em đẹp liền, là anh xử chỗ đó luôn anh ạ. Là mà có người cho anh 10 tỷ là anh xỉu liền đấy. Anh xỉu không phải là tiền nó nhiều, mà là anh xỉu là anh không biết là tiêu có đúng từng đồng một không rồi nhá. Anh ơi, em thấy anh có tiền là anh nhiều tiền nhỉ? Tiền đâu mà nhiều, Em thấy anh đăng video á. đấy là tiền của các anh chị gửi cho anh đi chữa bệnh ấy, chứ nhiều đâu. Anh bị đau gì anh? Anh đau bụng, Anh bị đau bụng hả? Nhìn thấy rồi, cái thìa bây giờ mấy cái thìa trứng đéo chín hay gì em ạ, đau bụng em ơi. Nó tắt app thì Khánh tắt nick luôn à, kệ chứ. Cứ thật ra người ta, mọi người ơi, người ta không xấu tính là được chứ, bố mẹ đẻ ra thì thế nào mà chịu, với tôi cũng xấu như 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 ma này. Em chúc anh Khang, em chúc anh Khang được nhiều sức khỏe, nhiều may mắn nhá. Ok Chúc anh nhiều may mắn, được sức khỏe, nhiều may mắn nhá. em. Qua cái tắt app mới tắt điên gì, Khánh xấu như 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 ăn cắp đây, có vậy là đẹp gì đâu. Con người đã ăn nhau cái đi, cái đạo đức, cái cách sống và cái cách làm, cần xấu hay đẹp quan trọng gì. Xấu đẹp thì có vẻ muốn được là được đâu, mà cái việc Em mình làm mới là muốn là được. cô Vân, yêu cô.
nói chuyện với em gái tí, bởi vì là Huyền đứng này em của anh Sơn, mình em anh Sơn mà. Em Huyền có này nhìn ơi, em nhìn anh, em nhìn anh Thanh vui Khánh có dí không à? Thôi toàn lẽ anh em trong nhà anh dí nhau. Cho ông đấy, nhưng không anh chịu. em nói ra nè, những người ta nói mình xấu nhưng kẹp kẹp thề đẹp đúng không anh, Rồi. đúng như em xấu nè, được lấy chồng đẹp lúc khi anh đúng không anh, Ok, tóm lại là không xấu tính là được các bạn. Em phải bác đình chiến với cả nhà, với cả ý là anh thôi mình nhá. nè, em không chê anh nhá, chê hai mình nhá đúng nhau. Anh thì cũng sao, cũng sao như anh thì lại gặp cô gái xinh đẹp đúng không? Mà sống gọi là công dung ngôn hạnh và sống chuẩn tốt, nhưng mà gái đẹp bây thời nay thì chơi bời nhiều em ạ, bay nắc nhiều, nên là đa số thật sự luôn đấy. Bởi vì là anh biết có những cô gái nhá, tức là suốt ngày chỉ đăng đi du lịch những resort mấy cả bãi biển mấy cả du lịch nước ngoài, mà cứ đời iPhone nào ra là cứ phải có luôn, Cô cứ vẫn đời có iPhone mới hay phát là không? cứ đợi iPhone mới nào vừa mới ra là ngày hôm trước Việt về Việt Nam ngày hôm trước hôm sau có luôn, hoặc là thậm chí bay cả sang Singapore mua cơ, bay cả sang Singapore mua cơ. Thế thì mình mới bảo là không biết làm cái gì mà lại có tiền nhiều thế. Từ từ nhá, từ từ em ơi, anh Sơn anh gọi anh cái gì, anh Sơn anh gọi anh cái gì Giờ mời anh cho Sơn anh luôn tí. đi. Ừ, thế là xem nào, hiểu chưa? Chip nào gọi ông mới chêu. Chip à, trường chip à, à anh Sơn đại ca, đại ca rồi. Ui dồi, Điểm chào chuẩn mời đại anh ca nhá. nha, hôm Em nay áo chào đẹp với anh đại ca Sơn. Khánh ơi, đâu đang nhận hoàng, đang nhận hoàng thế. Huyền có chồng ở đây em nhá. Huyền có chồng ở đấy. Mày cứ lẩm Huyền bẩm mặt sang cái này, ý mày anh như nào đấy? ơi, em nói anh này, sao mà anh không được kẹp kẹp em từ trước đến giờ, em mới em tự em lấy chồng này giờ em mới kẹp em vậy trời. Huyền ơi, Mời nói thêm, chậm mời thêm quả thôi. chip với nhà. Ơi, Mời thêm, nói chậm mời thêm thôi. Anh, giờ đây em đã lấy Quang em lấy Minh, không rồi, giờ lau đây mới thử cái kẹp kinh anh. DSS. Huyền ơi, Hello em anh. nói thế mà không sợ chồng em buồn à? Em nói thế mà Hello không sợ chồng anh. em buồn à? Em nói Chào là chip từ nha. Nhà dạ em Khánh chào có anh Sơn vẻ ạ. thích chip thì sao anh nhỉ? Anh ơi chờ mấy em cáo với chiều anh luôn. Đây tôi nào. Thôi mày tha cho em Này, nó đi, em nó chưa chồng, khả năng anh em nó nói vẫn chip còn này, nguyên đấy. Khánh ạ. anh nói chip này, anh nói chip nha. Chip bảo là chip nó nói phép với em là nó bảo là nó nhìn cái điệu nhảy trên mạng một lần hai lần là nó nhảy được. Hôm nay thì nghe nói là chip nhảy điệu nhảy của anh 10 lần chưa xong à, chưa chưa được Không, cái quan tập trọng đi là lần cái này. điệu của anh nó không phải gu của em á. Không phải là không phải gu, Hay mà thế. cái điệu đấy là điệu đấy là chỉ có một mình anh Nhưng mà nhảy cái được điệu đấy thôi. khó nha. Lau kính lắm. Thôi được, bây giờ Em anh em nhà mình tổ chức một trận PK đi. Huyền với lại Khánh một đội đúng không? Hay là Huyền với Chip một đội. chọn chip, em không chọn anh Huyền Thanh. mạnh phết đấy, không đùa đâu. Huyền mạnh Huyền à? bằng